标弯杆。Tôi chỉ là một cái linh hồn. Nếu mà có lựa chọn thì tôi không có dám đánh ngài đâu. Cái lời nói nó là thật á. Sao mà nó dám như vậy được? Nó không bao giờ đánh được với cái cây. Cái nhẫn này mình nó làm tôi bị điên nên tôi đánh.
偶尔骗些小妖怪朝拜敛财而已。若小圣饶我这一次，我自当回到南海负荆请罪，重戴金箍，从此不再离开布陀半步。别听他掰扯，小猴子，赶紧先把大圣的遗物取回来看看。对吧，对吧，对吧，